trầm tưởng. Nó không phải là con của ông. Tôi xin lỗi. Tôi luôn coi nó là con của mình và chăm sóc cho nó từ nhỏ cho tới bây giờ. Chưa có giây phút nào tôi nghĩ nó không phải là con của tôi. Tại sao? Tại vì tôi yêu bà. Đây. Ra phòng khách ngồi cho nó mát, cho nó thoáng. Ở trong phòng ngủ hoài nhiều khi nó hầm hơi, nó bí, người nó mệt mỏi. Ngồi đi bà. Ngồi đi. Uống trà, tôi mới pha bình trà còn nóng mà. Uống không tôi rót bà ly. Thôi. Hả? Uống trà tối tôi ngủ không có được. Vậy thôi đây. Em uống trà thì đây. Đây. Cái này cái thôi mặt. Trời ơi. Giờ mặt mũi nhìn như con hoa vậy mà soi cái gì? Đây đây, tôi chải tóc cho bà. Tháo ra tôi chải tóc hay là cho bà cứ cột tóc hoài vậy? Thôi, tóc tôi giờ còn có mấy cọng mà chải cái gì? Đâu mà nay bài ra tùm lum vậy nè. Thì mấy cọng thì chải theo mấy cọng. Cho nó vui chứ sao bà, cho bà sống bi quan. Mà ra bác sĩ nói là nói vậy thôi chứ đâu phải là vậy là vậy. À, thì giờ còn được ngày nào hay ngày đó chứ biết sao giờ. Trời kêu ai nấy dạ thôi. Tôi nghĩ là cái gì cũng phải có hướng giải quyết. À, không? Nhiều khi ông bác sĩ là ông đâu phải thần thánh. Ai cũng phải có cái sai chứ. Máy móc nó làm nhiều quá thì có ngày nó cũng phải sai chứ. Chứ làm gì có chuyện bác sĩ nó thôi về nhà nghỉ ngơi. Ở đâu ra? Mình đi mấy cái bệnh viện rồi chứ có phải một cái đâu. Thì ý là mình cứ sống là tích cực lên bà, sao bà tiêu cực quá. Thấy không? Ngày nào ngày nấy từ từ lo. Trời ơi, rồi từ từ ráng đi rồi khỏe lại rồi tôi chở đi leo núi rồi chơi. Trời. Ta nói bây giờ thở, không biết thở nổi không chứ. Ở đó mà leo núi. Trời ơi, mình càng già càng bệnh là mình càng tập dưỡng sinh, leo lên núi để hít thở không khí trong lành. Thôi ông ơi. Nói cho bà cũng đừng có bệnh hoài. Cái tâm lý mình là chính, bà hiểu không? Chứ không phải là bệnh là sẽ bị. Bà cứ nghĩ không? Tâm lý ổn định vượt qua tất cả. Tôi cũng có muốn vậy đâu. Mà bây giờ cái sức khỏe mình nó không cho phép mình thì phải chịu thôi. Đừng có vậy. Nhìn những người hàng xóm mình là bà phải. Mình nhìn để mình biết quan trọng tâm lý là chiến thắng hết. Nghe chưa? Rồi bà cũng phải cố gắng phải để mà nhìn cái sự thành công của thằng Thuận. Thấy không? Mới có 30 tuổi đầu mà bây giờ trưởng phòng. Hãnh diện không? Ủa con? Dạ ba. Đi đâu hả? Ủa? Đi làm. Ủa? Nay đi làm hả? Mai con đi nhận chức, ba quên rồi hả? Con nói hôm qua rồi. Quên. Bữa nay là chính thức là nhậm chức trưởng phòng. Thấy đã không? Sáng giờ ăn uống gì chưa? Ba làm cho con ăn rồi. Sao mẹ ngồi đây? Ra vô giường ngủ. Vô giường bả nằm cả ngày rồi, ra đây cho nó không khí, cho nó trong lành. Rồi hôm nay sao rồi?
nó đỡ hơn hôm qua được một chút. Nay là ngồi được rồi nè, chứ hôm qua là mẹ nằm suốt. Hôm qua con với ba bàn á, đợi mẹ khỏe gia đình mình đi Đà Lạt chơi. Sao cha con bay giống nhau quá à? Không... cha con không giống nhau thì giống với ai? Thôi đi, nghỉ ngơi ngày nào đỡ ngày đó. Nhưng mà mẹ nói với con á là mẹ muốn đi xứ nào mát mát, lạnh lạnh, có hoa, đúng không? Ừ. Thôi tới khi nào khỏe đi rồi tính. Hôm nay nha, con lên trước á, tối nay chắc về gia đình mình ăn lớn nha. Mẹ thích ăn cái gì? Cái gì cũng được. Trời ơi, cả xóm này nó đang đồn mà. Đồn gì ba? Nói con của hai chồng cha này học gì ghê, mới 30 tuổi rồi trưởng phòng. Tao nói trời trời, ba má nó giỏi, đào tạo nó giỏi, gia đình đàng hoàng thì con đàng hoàng. Chính con, xác. Con ông bà trời ơi, bây giờ tào lao hết trơn. Thì đâu có lỗi. Thôi đừng có khen con mình mà chê con. Ê, người ta đó, bà lạc hậu. Cái gì nó tốt là mình nói nó tốt, cái gì nó xấu là mình nói nó xấu. Tại sao nó được trưởng phòng, đẹp trai giỏi giang, nó giống ai? Giống ba đúng không? Đúng chưa? Chứ còn ai nữa? Sao vậy? Sao mày cứ ngao ngán vậy? Mệt quá giờ. Bà tức đó, giống giống ba mà không giống bà tức. Không làm như con. Xấu tính, xấu tính. Con mình ổng nha. Chắc ổng tự đẻ con ra hay gì? Thôi, bây giờ sao? Cho chai. Chi vậy ba? Con có tiền. Mày cất đi, bà thấy bà lấy lại bây giờ. Cái gì mà tao có một triệu dữ vậy nè? Lấy chai. Ăn phở. Tô phở nào mà thứ 1 triệu thôi giữ. Cái chỗ gì mà cái tòa nhà cao cao đó, vô ăn tô phở cho nó sang. Bên đây ngày ngày nhận chức bà. Ăn tô phở cho nó cái sang. Cái chỗ mà 81 tầng hả ba? Tao đâu biết bao nhiêu tầng, là gì chỗ đó được đâu biết. Cất đi, cất đi. Cất đi, bữa nay là nhậm chức, là ngày mai bắt đầu là trưởng phòng đúng không? Dạ đúng rồi. Mai cho chai nữa. Rồi. Cất đi. Ba con sợp ghê đó. Thôi nói chứ bây giờ 8 giờ rồi, con phải tới công ty. Ừ, đi đi con. Đi sớm, nhà đi nha. Sớm nha. Trời ơi. Thùng ba một cái kìa. Trời ơi, đàn ông muốn nhớ kỹ lắm. Thôi, ba mẹ đi. Thôi đi nha con. Nha, có đứa con trưởng thành, làm chức này chức kia. Trời ơi trời, hàng xóm chị đâu có nổi. Lát mắt hết. Bà sao vậy? Bà còn thở không vậy? Nha, mệt thì nói tôi biết nha, có gì tôi đưa đi bệnh viện kịp nha. Thôi bây giờ ngồi đây để tôi xuống tôi kiếm cái gì tôi nấu cho bà ăn nha. Trời ơi. Ông ơi. Hả? Vậy tôi có chuyện muốn nói với ông. Ông ngồi xuống đây, ông nghe tôi nói đi. Thằng... Có gì đâu mà nói gì, cái chuyện gia đình nói hoài. Ngày nào cũng nói, mệt quá. Tao ngồi đây đi, để tôi nấu gì ăn nha. Thằng Thuận nó không phải là con của ông. Trong cái lúc mà tôi chơi với nhất thì chính ông là người đã giang tay ra cứu vớt cuộc đời tôi. Nhưng mà tôi không bao giờ dám nói ra cái sự thật này. Thằng Tuấn,
Nó không phải là con của ông. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Tôi xin lỗi bà. Vì tôi không thể cho bà một đứa con. Tình yêu.
Nhưng tôi sống với bà là vì tình yêu. Nhưng tôi cũng là một người không dám đối diện với chính tôi. Tôi không bao giờ dám ngồi trước mặt bà để nói rằng là tôi không thể có con. Khi tôi biết rằng mình không thể có con, tôi đã từng buông bỏ đi. Nhưng vì yêu bà, càng yêu bà thì tôi càng không dám nói. Ông không cần phải nói, bởi vì tôi biết điều đó mà. Vậy tại sao bà không bỏ đi? Bà ơi, tại sao bà không để tôi một mình? Bởi vì tôi yêu ông. Tôi yêu ông nhiều lắm. Càng yêu ông nhiều bao nhiêu thì tôi lại càng cảm giác tội lỗi bấy nhiêu. Dằn vặt lắm chứ, đau đớn lắm chứ. Tại sao tôi và ông, chúng ta yêu nhau đến với nhau, nhưng không bao giờ dám đối diện với nhau? Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi bà. Vì tôi ích kỷ, tôi chỉ nghĩ tới cảm xúc của tôi mà tôi không nghĩ tới cảm xúc của bà. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi bà. Xin lỗi bà. Mình ơi, ông đừng có nói vậy. Đừng nói. Lỗi bà. Đến giờ phút này rồi, tôi và ông cứ xin lỗi nhau hoài như vậy thì cũng có được gì đâu. Mình thương nhau, hiểu nhau là được. Tôi thấy con người ta ngộ quá ông ha. Khi mà được sống thênh thang thì lúc nào cũng muốn đưa mình vô ngõ cụt. Nhưng mà khi đang ở ngõ cụt thì luôn khát khao để có được một cuộc sống thênh thang. Bà đừng có nói vậy. Đừng có nói vậy. Quan trọng là sống với nhau không cần phải cả đời.
Chỉ cần những ngày sống với nhau, làm cho nhau hạnh phúc là đủ. Một ngày hạnh phúc nó còn hơn cả ngàn lần một đời đau khổ. Còn nước còn nát, còn con mình nữa ba ơi.